Anh em nào thấy chậm có thể tăng lên 1.5, 2 chấm, có thể nghe nhanh hơn, hay hơn. Độ sức mạnh sau chấp hành 15. Yêu cầu nhiệm vụ đi tới Linh Sung Sơn, ngăn cản Hạng Bạc sống lại. Độ khó cấp E. Phần tối nhiệm vụ phân loại theo đánh giá của người chơi. Không thấy mấy người dương hướng địch đâu, phó bản này là truyền tống ngẫu nhiên sao? Nếu phát hiện chiếc chiên đồng và chuông nhiếp hồn trong tay NPC, liệu chúng ta có thể được tự do hành động? Sư phụ Hí Thần sống lại rồi. Người nửa đêm mà phát khùng cái gì thế hả? Hí Thần sao có thể sống lại được? Sau khi sống lại sẽ hóa tà khí, sẽ mọc lông tơ, móng tay và răng sẽ mọc dài ra. Tất cả những gì ta dạy cho con, chữ nào chữ nấy trả hết cho ta rồi sao? Nhưng mà sư phụ của tôi sợ vừa mới nhìn thấy mà. Trên tay của Hí Thần bỗng dưng xuất hiện một thanh đại đao mà. Đã nói bao nhiêu lần rồi, thần thở cứng ngắc của Hí Thần làm sao mà cử động được để cầm dao chứ? Xem ra hai người giác sát này chính là NPC. Đi theo bộ họ chắc chắn có thể rất nhanh tiến vào nội dung của phó bản hơn. Ta phải vào trong làm một số chuyện. Còn người này trong cô Hỷ Thần. Dạ thưa sư phụ. Hỷ Thần lão già, xin người ngàn vạn lần đừng có sống dậy đấy nha. Định thân phù, thủ pháp này. Ngươi và người giác sát Cố Tu Hiền có quan hệ gì? Cố Tu Hiền là sư phụ tôi. Ngài là người khiêng quan tài. Đồ đệ của Tu Hiền cũng có vài phần nhãn lực đấy. Sư phụ, người đâu? Sư phụ có chút việc nên ra ngồi rồi, chút nữa mới quay lại. Chết mà không thối rửa. Còn hơi ấm, cơ thể vẫn giữ nguyên độ đàn hồi. Cơ thể này chắc hẳn là vừa mới chết không lâu nhỉ? Tiền bối, không được bất kính với Hỷ Thần. Ngồi nhỡ va phải Hỷ Thần, hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Hỷ Thần cái gì chứ? Cũng chỉ là một thi thể mà thôi, bất kính với nỗi xấu thì có hậu quả gì được chứ? Mà cũng chỉ mấy cái tên giác sát các người mới có cái cách gọi xác chết là Hỷ Thần thôi. Nếu hắn dám làm lộn thì gãy đẩy ta không có phùng lực, ta cũng không phải luật ăn chay. Các người làm như thế là không được, như thế là bất kính với Hỷ Thần. Cái tên nhóc này nhìn cũng khôi ngô tuấn tú phích nhỉ, nếu bán cho bọn phú gia thì chắc được giá tốt lắm đây. Phùng lực đưa thi thể này đi. Rõ sư phụ. Không được, các ngươi như vậy thì khác gì là kỷ cước. Sư phụ ta sẽ không tha cho các ngươi. Cút ra. Nếu các ngươi còn dám tiến lên một bước, ta sẽ liều mạng với các ngươi. Liều mạng sao? Chỉ dựa vào mình ngươi? Sợ, vớ vật, có tí bản lĩnh này mà cũng dám cứng đầu. Thật là